truyền tải điện Lâm Đồng thuộc công ty truyền tải điện 3 vừa phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tổ chức thực tập phòng cháy chữa cháy tại trạm biến áp 500 kV Di Linh. Tình huống giả định đám cháy xảy ra tại phòng điều hành của trạm biến áp 500 kV Di Linh. Khi phát hiện cháy, bộ phận kỹ thuật đã cúp cầu giao điện và báo cháy tới lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, đồng thời di chuyển tài sản và sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã triển khai lực lượng, bố trí đủ con người, phương tiện tiếp cận hiện trường và tổ chức chữa cháy. Buổi thực tập phương án Phòng cháy chữa cháy kết thúc theo đúng kế hoạch. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên của trạm 500 kV Di Linh về chủ động trong công tác Phòng cháy chữa cháy. Đồng thời tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng chữa cháy của lực lượng và phương tiện Phòng cháy chữa cháy bên cạnh đó buổi thực tập cũng góp phần kiểm tra công tác phối kết hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng chữa cháy tại chỗ khi có sự cố cháy nổ xảy ra từ đó làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra